Các nhà hoạt động biểu tình vì việc hãng Hermès sử dụng da của thú quý hiếm trong các chiếc túi thời trang, tin từ Tokyo, Nhật Bản. Các nhà hoạt động từ Tổ chức Bảo vệ Động vật PETA đã tuần hành trước cửa tiệm Hermès tại Tokyo vào ngày thứ Năm 30 tháng 7 để kêu gọi hãng thời trang này dừng việc sử dụng da động vật quý hiếm trong các sản phẩm túi thời trang của họ. Việc biểu tình này đã diễn ra chỉ một ngày sau khi nữ diễn viên và ca sĩ Jane Birkin yêu cầu hãng Hermès gỡ bỏ tên của bà ra khỏi dòng sản phẩm túi thời trang bán chạy nhất vì những hành vi vô nhân đạo trong việc nuôi và giết những con cá sấu để lấy da. Bà Jane Birkin cho biết rằng bà đã yêu cầu họ đổi tên dòng túi Birkin Croco ngay lập tức và chỉ khi nào họ điều chỉnh các biện pháp sản xuất da tốt đẹp hơn, đạt tiêu chuẩn và quy định của quốc tế thì họ mới được phép dùng tên của bà trở lại. Tổ chức PETA đã đăng tải một đoạn video cho thấy là việc cá sấu bị lột da sống tại các trang trại cung cấp sản phẩm cho hãng thời trang Hermès. Một nhà hoạt động mang tên Clary DiCarlo cho biết rằng mọi người đang yêu cầu hãng Hermès phải dừng ngay việc sử dụng da của các loại động vật quý hiếm và các động vật đặc biệt để sản xuất túi xách, bởi vì điều này gây ra đau đớn và hành hạ chúng rất tàn nhẫn. Một cư dân Nhật Bản là bà Rie Kuroda, 70 tuổi, đã chứng kiến buổi tuần hành này và cho biết rằng bà rất ngạc nhiên khi biết được sự thật và bà nghĩ rằng sự kiện này sẽ là cột mốc trong việc thay đổi các hành vi giết chóc động vật của con người. Hãng Hermès cho biết là số lượng sản phẩm da cá sấu trong đoạn video nói trên đến từ Texas, nhưng họ đã không dùng nó để sản xuất túi và họ cũng nhấn mạnh rằng họ không quản lý trang trại cá sấu đó. Hãng Hermès cũng cho biết là một cuộc điều tra đang được tiến hành tại các trang trại và bất cứ các vi phạm nào được phát hiện ra sẽ bị trừng phạt và xử lý thích đáng. Hãng Hermès tuyên bố rằng họ đã yêu cầu các nhà cung cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức và nhân đạo đối với những con cá sấu trong hơn một thập niên qua và luôn tiến hành kiểm tra hàng tháng để bảo đảm tính minh bạch. Trên một chuyến bay cùng với người đứng đầu của hãng thời trang Hermès là ông Hermès Jean-Louis Dumas, nữ diễn viên điện ảnh và ca sĩ Jane Birkin đã đồng ý cho hãng thời trang này mượn tên của mình cho dòng sản phẩm túi đeo thời trang vào những năm 1980.